Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, buổi tối hôm nay là ngày 15 tháng 10, 2021. Trường Nguyễn đang có mặt tại thành phố Yên Bái trong cái thời gian lánh dịch ở đây. Chúng tôi cũng hạn chế đi lại và vùng Yên Bái là một vùng xanh. Nhưng chúng tôi cũng có sự kết nối rất nhiều những thân hữu người quen khắp nơi. Và buổi tối hôm nay thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu một vị khách mời và cũng là một người quen từ lâu năm của chúng tôi. Mặc dù là tôi thì không biết anh, nhưng mà anh cũng đã biết đến cái công việc báo chí của tôi. Và tối hôm nay thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị anh Phương Đông Tùng. Đây là một cái tên cũng khá đặc biệt, đây là cái tên Facebook của anh, dùng cái chữ Phương Đông Tùng, một kiều bào ở Mỹ về. Trong cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng cũng khá dài, cho nên chúng tôi cũng sẽ xin thưa với quý vị thì cái câu chuyện của anh em chúng tôi sẽ chia thành 3 phần. Phần thứ nhất thì sẽ nói về cái bản thân anh, câu chuyện của anh. Và phần thứ hai là một cái phần mà tôi cho là cũng rất là hấp dẫn. Đó là cái câu chuyện về Việt Nam để mà mang một cái giá trị hết sức đặc biệt, một cái sản phẩm đặc biệt mà anh đã thu nhặt được. Chúng tôi sẽ để cho cái phần 2 sẽ tự tiết lộ. Và phần thứ ba là cái nguyện vọng của anh như thế nào. Trở lại với vị khách của mời của chúng ta, xin chào anh Phương Đông Tùng ạ. Chào Extra, em khỏe không? Dạ em khỏe anh. Vâng. Vì cái duyên nào mà anh đã tìm được thấy em đây? Em về Việt Nam cũng 7-8 năm rồi mà đến giờ này thì anh em mình mới được kết nối thôi anh. Anh có gửi cái tin nhắn cho em, một cái tin nhắn mà anh gửi đâu cũng khoảng đâu cũng cả 6-7 tháng chẳng thấy trả lời. Cho nên anh qua quên luôn, thì ra cái Facebook đó em không còn dùng nữa. Rồi anh cũng có gửi cho rất nhiều người nhưng không có thấy trả lời. Cho nên có một hôm tình cờ anh vô trong cái Facebook của người bạn của anh ở bên Mỹ thì thấy có em, cho nên anh lại liên lạc với em. Thì anh rất là ngạc nhiên, anh cứ tưởng là em không bao giờ liên lạc với anh. Có lẽ như vậy, tại anh đâu có ai đâu mà biết đến anh đâu. Vâng. Không ngờ em trả lời, cho nên anh rất là vui để được em phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng, thật ra không phải là phỏng vấn đâu anh Tùng ạ, mà chúng mình là đang nói về những cái tâm nguyện dành cho quê hương đất nước, những cái thiện chí đó. Nhưng mà để làm quen với lại quý vị khán giả của chúng tôi thì chúng tôi xin bắt đầu cái câu chuyện với lại anh Tùng, anh Phương Đông Tùng. Thì không biết là anh hồi xưa ở Việt Nam trước khi anh qua Mỹ thì anh ở đâu ạ? Tôi từ thuở bé tôi sanh ở Kon Tum. Tôi sanh đến giờ này thì tôi 60 tuổi rồi. Thì tôi sanh ở Kon Tum. Rồi tôi lớn lên thì đến năm 71, 72 thì gia đình tôi vào Sài Gòn. Thì tôi có học cùng trường với anh Extra này đây. Dạ vâng. Thì tôi nội trú ở trong đó được 2 năm thì tôi về lại. Thì gia đình tôi trở lại Pleiku ở. Thì tôi ở Pleiku, tôi học trong trường trung học Pleiku. Thì đến năm 1980 tôi tốt nghiệp trung học. Rồi tôi mới vô Nam, rồi tôi ở trong Cà Mau một thời gian, rồi tôi qua Mỹ. À vâng. Em bây giờ là anh cứ gọi em là Trường Nguyễn nhá. Anh sinh năm 60 và là anh sinh năm 62 phải không anh? Đúng rồi, anh sinh năm anh Tùng là tuổi dần đó, là bằng tuổi ông anh lớn của tôi, sinh năm 62, 60 rồi tuổi rồi. Xin anh Tùng cho biết là cái thời gian mà anh qua Mỹ được như thế nào? Khi qua Mỹ mình làm đủ thứ nghề, trường thì cũng biết rồi đó. Nước bên Mỹ rất là cực, hồi kỳ mình qua thì người Việt không có đâu. Năm nào thì thưa anh? Làm đủ thứ nghề. Năm nào? Năm 1984. Dạ vâng, 84. Tôi qua đầu tiên vô là tôi ở California. Tôi được 10,000 Buddha, tức là cái chùa Vạn Phật đó, ở California bảo trợ. Thì tôi ở trong chùa đâu 6 tháng, sau đó tôi mới qua Florida làm việc rồi đi học ở đó. Mà học cũng đến nơi tại vì cũng cực quá, quá khổ đi. Thì bỏ dở, học 2 năm đại học rồi tôi bỏ. Xong rồi tôi lại tiếp tục đi làm. Thì cuộc đời nó cứ trôi nổi mãi, nó đi cũng khắp nhiều nơi. Cho đến năm 2000 thì tôi mới tới Seattle, tôi đi học cái ngành sửa máy bay. Rồi bây giờ từ đó đến nay, trước khi tôi nghỉ cái ngành bay tôi về Việt Nam thì tôi vẫn làm ngành mình sửa máy bay. Vâng. Như vậy là không biết đời sống của anh, không biết là tò mò chút xíu, đời sống cá nhân của anh thế nào, vợ con sao ạ?
Tôi có một lần vợ rồi rồi không đi đâu, rồi tôi về Việt Nam tôi lấy vợ chẳng đi đâu, rồi tôi tức quá rồi tôi không lấy vợ nữa, tôi không được may mắn trong đường vợ con anh. À, thế là bây Vì giờ là kể cả con bây là giờ anh là cũng độc thân tại độc thân tại chỗ. Vâng, một chỗ. người 60 tuổi và là đi chu du, chắc là anh cũng được đi nhiều nước à? Ồ, tôi đi rất là nhiều nước, tôi đi Đức, tôi làm việc ở bên Đức cả mấy năm, cả năm trời, về sau tôi lại qua Đức nữa. Rồi tôi đi qua bên Hàn, tôi làm việc bên Hàn, rồi tôi có qua Nhật, nhưng mà Nhật thì tôi không thích, tôi ở được có mấy tháng tôi bỏ qua Hàn tôi làm việc. Thì tổng cộng ra tất cả thì tôi, nếu mà nó đi chu du thì Canada rồi kia cũng gần 20 nước, tôi đi cũng gần 20 nước. Vâng, vậy là 40 Đó. năm trời ở bên Mỹ, thời gian sống ở bên nước ngoài là cũng hơn 40 năm rồi. Hơn nửa đời người, đúng rồi, từ Vâng. năm tôi đi rời khỏi Việt Nam là năm 21 tuổi, thì về đến đây là năm 38, năm 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 về được Việt Nam để thăm Việt Nam năm 1995, thì lúc đó đã 38 tuổi, tức là cái khoảng từ thời gian năm 84 đến về Việt Nam đến 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 năm 1995 mới được về thăm gia đình, Vâng. rồi từ đó cái tôi cứ trăn trở muốn về Việt Nam mãi cho Vâng. đến 2019 tôi mới được về chính thức. Vâng, trước khi mà chúng ta nói cái câu chuyện của anh ở Việt Nam thì tôi cũng muốn khán giả tìm hiểu thêm một cái suy nghĩ của kiều bào của chúng ta, đó là anh Phương Đông Tùng ở Mỹ. Cái thời gian ở bên Mỹ thì cái điều gì, cái công việc gì mà nó làm cho anh cảm thấy là thú vị nhất? Sửa máy bay, Sửa tôi máy làm việc là thú vị nhất, mà hầu hết nói rằng là thú vị nhất là tại vì cái đồng lương nó trả cho mình dư để sống, bay. nhưng mà nó cô đơn kinh khủng. Thì tất cả những cái ngày tháng tôi đi làm việc, mặc dù là mình có nhiều tiền đó, nhưng mà mình cứ phải lo, mình cứ lo mãi, mình không bao giờ ngừng lo được. Ở nước Mỹ thì thật sự càng lương càng cao thì cái áp lực nó càng nặng, nó nặng nề lắm, tại vì mình làm việc với họ, mình là người nói rằng là mình là người Mỹ tại vì mình có quốc tịch Mỹ, nhưng mà đối với họ họ vẫn coi mình là không phải là người Mỹ như họ. Cho nên cái công việc mà mỗi lần mà mình muốn nhận được một công việc nào, mà tại vì cái công việc của tôi là sửa trên, nó gọi là field trip, field team á, tức là đi rất nhiều, thì những cái site nào, những cái chỗ nào mà tốt thì họ dành cho nhau, còn những cái gì cà chớ này nó quăng cho mình. Thế cho nên nó rất là cực, nó không phải giống như người ta nghĩ. Tức là mình làm việc ở bên đó thì tôi cứ cảm giác là mình là cái người ngoại quốc chứ không phải là người Mỹ, mặc dù tôi sống bên Mỹ hơn nửa đời người. Cái mình không thể nào hội nhập được với cuộc sống của bên đó. Anh là field team, tức là đi chỗ nào, cái tổ nào mà máy móc máy bay ở đâu là anh cứ phải đi tới đó để anh sửa, phải không ạ? Cái công việc đó nó Đúng đòi rồi hỏi kỹ đó. thuật cao đúng không anh? Cái kỹ thuật của tôi nói cao á, thì nó cũng không phải là nó cao, mà nó thấp thì nó không phải thấp, tại vì khi mình làm việc này á là nó đòi cái quan trọng nhất là nó đòi cái bằng ANP, cái bằng đòi của để mà sửa máy bay, cái bằng đó mới là khó. Cái bằng đó là của thế giới, của quốc tế nó công nhận, cho nên tôi đi qua nước ngoài là nó công nhận ngay lập tức. Ví dụ như tôi đi qua bên 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 Đức thì nó công nhận cái bằng của mình liền. Chứ nó không phải giống như cái bằng kỹ sư của Việt Nam mình. Ví dụ kỹ sư Việt Nam mình qua nó không công nhận là nó không công nhận, nó cái nào thằng nào nó công nhận, nó công nhận. Nhưng mà cái bằng ANP thì tất cả mọi người đều phải công nhận. Có cái bằng này mới khó. Tại vì cái công mình đi học nó là dễ, nhưng khi đi thi nó khó. Để lấy được cái license của nó, tức là lấy cái giấy phép để mình có cái đó thì rất là Vâng. khó. Anh làm cho Có hãng máy nhiều, bay được bao nhiêu năm anh Tùng? tôi làm cũng gần 20 năm, mà 20 tôi năm. làm thật sự là hãng máy bay là tôi làm hầu hết cho quân đội. Có ràng buộc gì không Thì cái ạ? Có ràng buộc gì không? có nhiều chứ, bởi vậy cho nên tôi đâu có dám lấy hai quốc tịch đâu. Vâng. Tại vì mình lấy hai quốc tịch thật sự nó không có nói gì, nhưng mà cái tất cả những cái gì nó khi mình đi đến chỗ nào nó đều hỏi mình một câu rằng, nó có cái đơn nó hỏi mình mày có bao nhiêu quốc tịch, mà thường thì cứ để thằng nào mà khai hai quốc tịch thì thằng đó dễ đi lắm, Vâng. cho nên tôi không dám lấy hai quốc tịch, đợi đến khi mà mẹ mất rồi tôi mới dám lấy hai quốc tịch để tôi về Việt Nam tôi sinh sống. Cái hãng mà máy bay anh làm là hãng tên gì ạ? Nó tên là US, đầu tiên nó tên là Lear Skelter, nó là một trong những cái thằng mà đầu tiên đó tôi làm cho nó, là tôi làm ở ở ở Tinker ở Oklahoma City á, thì tôi làm cho cái thằng đó là một cái Air Force Base rất là lớn, tôi sửa B-52, sau đó rồi tôi đi qua cái Fort Lewis để sửa trực thăng, rồi từ cái Chinook với trực thăng, rồi từ đó rồi bắt đầu là tôi đi khắp nơi, tôi đi Alaska, Hawaii, rồi Arizona, đại khái là những cái nơi nào mà có cái base của Mỹ mà nó hư hại thì nó đều chuyển mình tới. Vậy là cái mức
sống của anh qua cái đồng lương sửa máy bay ở bên Mỹ thì anh có thể tiết lộ chút xíu cho bà con ở Việt Nam mình biết nó cái làm kỹ thuật cao như vậy thì cái lương nó như thế nào ạ? À, tôi ví dụ một đơn giản như thế này nha, cái đi nó gọi là cái tiền per diem, tức là tiền ăn ở, tức là nó cái tiền lương của mình nó riêng, cái tiền ăn ở nó riêng. Thì cái tiền ăn ở ví dụ như tôi đến Alaska, tôi đến Hawaii đi cho nó dễ, tôi làm việc ở Honolulu cho nó dễ, thì nó trả 7 ngày một tuần, tôi ngủ nó cũng phải trả cái tiền đó, tiền ăn ở thì 220 đô, thì cứ nhân ra 7 ngày thì tôi đã cái tiền đó tôi đã sống đã dư rồi, chứ tôi chưa kể đến cái tiền mà tiền lương của tôi, cái tiền ăn ở không đã dư rồi. Ví dụ như ở bên Đức nó trả tôi 170 đô một ngày, 7 ngày một tuần, thì cái tiền đó nó dư sống rồi, Tức là ra nó nước không có ngoài hay là đi nơi khác là phải trả thêm cái tiền đấy. bất cứ một ví dụ giống như mình đang cái base của mình ở Fort Louis nó gửi mình qua cái tiểu bang khác thì mình đã được cái tiền per diem. Nhưng cái per diem đó nó tùy thuộc, cho nên tôi nói cái ngon hay không ngon là mấy chỗ này. Ví dụ giống như là nó gửi tôi Oklahoma City đi, thì cái Oklahoma City nó chỉ trả có bảy mấy đô một ngày thôi, mà trong khi ở Hawaii thì nó trả 220 một ngày. Đã trừ thuế chưa Cái ạ? đó Hay là... đâu, cái đó không có thuế, À. cái tiền per diem là tiền không bao giờ có thuế. Cái tiền per diem tức là cái tiền chi phí cho mình đi làm việc á, Vâng. cho chi tiền sinh hoạt á, không có thuế. Còn cái tiền lương của mình mới có thuế, thì nội cái tiền không thuế đó, thì ví dụ giống như mình đến Oklahoma nó chỉ trả mình có 70 đô, mà nếu mà tới giống như Texas mà những cái vùng mà xa xôi hẻo lánh nó trả có ba mấy đô một ngày, thì cái À. chỗ mà tôi nói ngày hôm nay tôi nói cái phim team ngon hay không nằm cái chỗ này, cái đồng lương thì nó ngang ngửa nhau. Vâng. Giống như khi mà đi Alaska, ví dụ như mùa hè thì nó trả đến 150 đô một ngày, mà mùa đông nó chỉ trả có tám mấy đô một Tùy ngày, cho nên theo cứ tưởng là mùa đông nó đẩy mình cái đi. thời vụ phải không ạ? Vâng. Tùy Đúng theo rồi, cái đúng rồi, tiểu bang khác nhau. cái thành phố thời vụ. Thế rồi còn cái đồng lương mà đồng lương cứng của anh thì là cái mức cao nhất trước khi anh về Việt Nam là trước khi anh nghỉ cái Tôi hãng máy lãnh bay lương đấy. trên, tôi làm ở Louisiana thì tôi làm cho tụi Air Force, tôi cho tụi Air Force thì tôi làm ở Louisiana, ở Lake Charles, thì nó trả cái tiền lương của tôi là, nếu mà nói mà tính ra tôi không nhớ lương, mà tại nó có lẻ lẻ thì tôi nói tên đại khái, tôi khai lần cuối cùng là 70.000 đô cộng với lại cái tiền 660 đô cho mỗi tuần, để cái tiền gọi là tiền sinh hoạt á, tôi xài cái tiền đó không mà cũng không không hết nữa, chứ huống chi là xài đục cái đồng tiền lương của mình. Tôi sống rất là thoải mái, ví dụ như nó giàu thì tôi không giàu, nhưng mà ví dụ giống như tôi mua cái gì mà khoảng đâu chừng 40.000, tôi vô nhà băng tôi nói là tao muốn mua chiếc xe, ví dụ chiếc xe 40.000, tôi chỉ cần vô tôi nói là cái tên tao tao muốn mua chiếc xe đó 40.000, thì nó cho tôi vay ngày sau, rồi nó gọi điện thoại nó nói là mày tới mày lấy chiếc xe đi. Thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, chúng tôi đang nói chuyện với lại anh Phương Đông Tùng. Đang đến vấn đề lương bổng tiền nong, thật ra cái người Mỹ hay là người Việt cũng rất tế nhị trong cái việc là hỏi lương bổng, nhưng mà sở dĩ mà tôi cũng rất là mạnh dạn hỏi anh là vì cho thấy là cái công việc của anh ở bên Mỹ, mức lương đời sống của anh, để chúng tôi sẽ đi qua cái phần thứ hai sau đó sau đây để nói về cái cuộc sống của anh ở Việt Nam trong những năm gần đây. Bây giờ lại tiếp tục nói, vẫn cứ tiếp tục nói về vấn đề bên nước Mỹ, cái trong cái những cái người mà Việt Nam mình làm trong cái ngành của anh, trong cái công việc của anh, nó có nhiều không anh Tùng? Tôi đi làm á, cái cao nhất ở Lake Charles á, là chỉ có bốn người, làm với tôi. Hầu hết cái ngành này á, là người Philippines, họ làm rất là nhiều, tại vì họ là thường thường cái thời vào những cái năm 1950 60 là lúc đó là người Philippines nó được nhận qua để đi lính cho Việt Nam mình. Nó giống như thằng nào mà đi lính cho Việt Nam nó cho cái green card, cho nên cái đời cha truyền cho đời con. Cho nên cái tụi đó là nó có hai cái ngành người Philippines, là cái ngành hàng không với cái ngành y tế, là người Philippines nó rất là mạnh, người Philippines. Cụ Thì thể tôi làm là hầu những hết người là người điều dưỡng, Philippines, những người y tá là bên người Philippines là nhiều nhất. là Philippines hết, giống như trong chăm sóc người già là Philippines. Với lại đó là cái ngành mà gọi là nó đi theo truyền thống, chứ nó không như người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình là bố làm một chuyện nhưng mà mai mốt con không thích làm nó bỏ. Chỉ có cái ngành neo này thì không biết nó có truyền nhau không, chứ nhưng mà cái ngành của này thì cái ngành của đó thì có những cái người mà giống như ông mà là boss của tôi, tức là ông mà là người mà thương tôi nhất á, thì anh tên là Calito, anh người Phi, thì bố của anh là làm lính thuê cho Mỹ, xong cũng làm cái ngành sửa máy bay này, thế là anh cũng làm nghề sửa máy bay này, rồi anh dạy cho con làm sửa máy bay này,
rất có chuyện nhau. Thì cái anh đó, anh là với tôi là thân nhau nhất trong, còn ở ngay ở Fort Lewis chỉ có mình tôi người Việt Nam. Thế thì cái liệu là người Việt Nam mình không biết đến cái ngành nó để vào, hay là nó khó quá, hay là người ta như thế nào anh? Tại vì thấy là cái chuyện nghe nói về làm máy bay như trường hợp của anh là cũng hơi hiếm ạ. Tại vì như vậy người Việt Nam mình qua bên Mỹ á, là mì ăn liền, nhào vô là phải có tiền. Thường cho nên những cái thành phố như Wichita ở Kansas đó, thì ở tiểu bang Kansas đó, thì nó nằm ở cạnh những cái thành những cái tiệm cái nhà máy, à những cái công ty nó làm như Cessna này nọ kia đó, thì họ bước chân vô họ làm, thì họ làm là bằng cách là gọi là sheet metal thì họ làm. Nhưng mà cái ngành này từ những cái người Việt Nam mình có quan điểm không phải là giống như của những người khác, họ cứ nghĩ là phải là kỹ sư, cho nên khi con của họ học ra là họ không muốn cho họ vô, là họ cứ bắt nó đi làm học kỹ sư hoặc là học một cái ngành nào khác. Còn cái ngành của này rất là nhiều tiền nhưng mà lại họ không chú ý đấy, chứ không phải là kia. Tại vì cái thời kỳ mà tôi đi học á, là cái ngành software nó bắt đầu rất là mạnh, về những như Microsoft rất là mạnh, những cái đó thì tụi nó đi theo những cái ngành electronic không, nó vứt ra. Thì cái ngành bởi vì nó vứt, nó không ai làm, thì cái từ lúc tôi bước chân vô là lúc đó đồng lương của nó 17 đồng, là 22 đồng là top, là cao nhất. Nhưng khi mà nó thiếu người công nhân, cái nước Mỹ nó rất là buồn cười, cái ngành nào nó càng thiếu thì cái ngành đó nó tự động nó đưa tiền lên lương cao. Thì cái ngành đó khi tôi bước chân vô, khi tôi nghiên cứu ra, tôi thấy cái ngành này nó được, thì tôi thấy rằng là cái lương cao nhất của nó là 37 đô một giờ. Thì cho nên tôi mới chọn cái ngành này tôi đi học lại. Thì lúc tôi đi học lại là cũng đã ba mươi mấy tuổi, gần bốn ba mấy tuổi rồi, tôi mới đi học lại ngành lại. Tức là tôi bỏ học đại học 2 năm, rồi tôi học 2 năm tôi tưởng là tôi có thể quay lại, nhưng mà tôi thấy không, nó dài dẳng quá, tôi dẹp. Thì tôi lại học cái ngành này ngắn nhất nhưng mà lại tiền nhiều nhất. Vâng. Và là anh đã hoạt động và làm việc trong cái hãng đó là được hơn 20 năm. Tôi làm cái hãng này cũng 17, 10, cũng cũng 15 năm, rồi tôi đi làm cho cái hãng của Dynacore, nó làm bên Đức, rồi tôi lại quay về tôi lại làm cho thằng UOS ở bên bên Hàn, rồi tôi lại làm cho một cái công ty cho cái thằng làm ở ở Lake Charles ở ở Louisiana. Thì cái thằng thằng tệ nhất, nó trả tệ nhất là Lake Charles, nhưng mà tại vì nó không đi nhiều nữa, tới lúc nó bắt đầu mỏi mệt, nó nằm một chỗ, cho nên tôi chọn cái nghề đó. Thì nó trả cũng khoảng hai mấy đô một giờ, nhưng mà làm overtime gọi là gãy cổ luôn. Cũng là cái lương cuối cùng của tôi khai trước khi tôi rời là 70 mấy ngàn đô Trong một một năm. năm ạ. Vâng. Chưa kể cái tiền per diem, nó trả tôi 660 mấy đô trong một tuần, là cái tiền đó là không kể, cái tiền đó là tôi xài là thoải mái rồi. Vâng. Nói về cái công việc và cái mức lương cũng như đời sống của anh ở bên đó, và chưa kể như anh Tùng tiết lộ cho chúng ta biết là anh có một cuộc sống độc thân nữa, không ràng buộc, kể cả cũng không có con cái, cho nên là cái rộng đường bay của anh đúng không ạ? Nhưng mà bên đó Đúng anh rồi. nhắc lại một chút về anh chỉ đi làm thôi, chứ anh thấy cuộc sống của anh nó có niềm vui như nhiều không? Thật chất ra mà nói, tại vì những cái cuộc đi như vậy á, nó rất là thú vị. Tại vì á, là hồi kỳ đó là tôi đi làm cho cái thằng Lear Siegler, về sau á, nó chuyển thành là đó, nó chuyển thành cái UOS á, cái thằng đó đó. Khi mỗi lần mà mình chạy từ cái site này qua site khác là nó đã trả tiền cho mình 8 tiếng mình chạy xe. Mặc dù mình chạy không cần biết, cứ một ngày là 8 tiếng. Rồi chạy xe thì nó cứ trả, lúc tôi chạy cái thời kỳ của bus á, thì là nó trả tôi gần 50 xu cho một mile. Mà nhiều khi tôi chạy cả mấy ngàn cây số, mấy ngàn mile, thì cứ nhân ra thì tôi có kiểu khi cái tiền đó không, nó đã dư cho tôi mua được một chiếc xe, đặt cọc mua chiếc xe mới. Tại vì tôi chạy từ Alaska, anh cứ tính đi, từ Alaska ở Fairbanks tôi chạy về Seattle là nó lên tới gần 4.000 miles. Nhưng mà tại sao Thì cứ năm chục, anh không di chuyển bằng máy bay cho nó gần hơn? tại vì cái thùng đồ nghề mình sao mình đi bằng máy bay được. À, dạ vâng, phải mang theo đồ nghề. Cái thùng đồ nghề mà thằng nào mà nó chơi kiểu sang, nó ship đồ nghề về. Còn mình thì mình khoái lang thang, mình chạy từ ở Fairbanks mình chạy băng qua cái thằng Alaska, rồi mình đôi khi mình đụng tới Alaska là mình phải chạy băng qua Canada rồi mình mới vô được nước Mỹ. Vâng. Chúng tôi cũng rất là thú vị khi nghe anh Tùng kể cái câu chuyện công việc của anh và cái sự chi trả của mấy ông chủ tư bản ở bên Mỹ nó sẽ là như thế. Vâng. Nó thương tôi lắm, tức là khi mà nhưng mà đến hết việc á, giống như bên Đức á,
khi hết việc nó rất là đều, nó rất là thương mình khi nó cần mình. Nhưng mà khi vừa mới ký cái hợp đồng của ngày hôm nay để cho mình làm tiếp tục trong một năm sau, thì khoảng đâu chừng tháng sau nó ta hết việc làm, nó đuổi cổ là chạy thấy bà lên luôn. Tại vì mình tiền nhà tiền cửa của mình đang thuê, mình ký công hợp đồng cả năm trời, nó đuổi mình một phát, một là mình phải trả cái tiền hợp đồng. Vâng. Thì nó chẳng lo, lúc đó là mày muốn kiện tao mày kiện, mày về Mỹ mày kiện. Cho nên khi nước Mỹ nó có một cái gọi giống như là nó cần mình thì nó coi mình giống như là vàng. Nhưng khi nó không cần mình, nó vứt mình rất nhẹ. Tôi là bị đều chạy xe tới đó làm được mấy ngày, nó nói thôi mình về lại cái chỗ cũ của mình, là tôi phải leo xe chạy về. Vâng. Rồi thì cái nó cũng trả, vâng, nó cũng trả mình. Nhưng mà đến khi mình về, mình không biết mình có về ra, mình về thẳng nhà hay là mình về lại cái chỗ cũ để mình làm việc khác. Như thế thì còn bố mẹ anh chị em anh ở bên Mỹ tất hay sao anh Tùng? À, khi mà tôi qua bên Mỹ á, thì tôi có đi với đứa em trai qua Mỹ. Trên cái đường vượt biên thì nó nguy hiểm lắm. Vâng. Thì tôi viết về tôi không muốn gia đình tôi qua. Nhưng khi tôi qua Mỹ á, thì được đúng một tháng tôi đã có ý định tôi muốn quay về rồi. Thì cho nên tôi không bảo trợ ai hết. Có lẽ vì cái chuyện này gia đình tôi rất là trách móc tôi. Nhưng tôi quyết định là không bảo trợ ai. Bởi vì tôi nói với gia đình của tôi, mẹ thì lớn tuổi rồi, mà mấy chị thì không thể nào mà gọi là cào cấu vơ vét ở cái nước Mỹ này được. Thà em đi làm, em gửi tiền về, chỉ có một cuộc sống nó tốt hơn. Mà ở nước Mỹ á, thì người nào cũng chạy xe, bắt buộc phải chạy xe. Ví dụ như mẹ ở nhà, mẹ đã lớn tuổi rồi, mình đi làm mẹ để mẹ ở nhà ngồi cu ki rất là tội. Quên nó đi. Thứ nhất, thứ hai nữa là gia đình của tôi là gia đình buôn bán. Thì anh, tôi nói với gia đình của tôi, ở đất nước Việt Nam đang ưu đãi mình, đừng có nên đi đâu, hãy coi đó là quê hương của mình. Mặc dù nơi nào ra tiền là nơi đó quê hương. Mặc dù là nói rằng là mà bên Mỹ có thể sung sướng hơn về cái vật chất thôi, nhưng về cái tinh thần mẹ không nên đến qua đây. Nhưng mà tôi nói cỡ nào không ai hiểu đâu. Thì cho nên bởi vậy cái lời khuyên của tôi đến với những đại gia ở bên Việt Nam, có nhiều người họ đến hỏi tôi, thì tôi khuyên họ, anh hãy nơi nghĩ rằng là đất nước Việt Nam đã cho anh, ưu đãi anh, thì anh nên ở. Nếu anh qua Mỹ thì không có câu chuyện đó đâu. Có nhiều người họ nói tôi rất là lố, họ nói tao có tài tao qua đâu được. Thì bây giờ tôi qua đó thì họ đang làm móng chân, đang chủ cả ở Việt Nam qua làm móng chân. Có nhiều người họ út hận, họ chết một cách rất là đau đớn. Tôi đó là tôi nói thật, tôi đã chứng kiến một cảnh chết, anh chết ngồi luôn. Anh đau đớn, anh chết ngồi luôn, tại của cải bán, anh muốn về, về đâu được. Và tôi cũng chứng kiến ra những cái người mà đã từng ở Việt Nam có một cuộc sống, học qua, họ được bảo trợ qua đó. Là tối ngày có nhiều người họ không còn nói năng gì, họ cứ ngậm miệng họ đi. Rồi ngậm miệng họ về. Rồi có nhiều người họ an ủi họ, nó cho con họ, nhưng mà rồi tôi thấy 3-4 ngày sau, 3-4 tháng sau, con của họ cũng ra làm chân làm tay. Mà trong khi nhiều đứa nó có rất nhiều nghề mà làm ra tiền ở Việt Nam. Thì đó là tôi khuyên như vậy thôi, thì tôi nói với gia đình tôi như vậy, nhưng mà hình như không ai hiểu. Nhưng mà cái việc mà thời gian khi anh rời Việt Nam đi năm 84, cũng giống như là Trường Nguyễn đây cũng rời Việt Nam năm 88, là thời gian đó là đất nước cũng vô vàn những cái khó khăn đúng không ạ? Chưa kể những người trong miền Nam thì cũng có những cái sự khác biệt. Không biết là gia đình anh có thuộc bên quân đội không? Bố anh có bên nhà? Có. Thì bố tôi nói thật sự như thế này được. Tôi thì thở bé lớn lên á, mình nhìn về công việc, nhìn về con người á, thì tôi rất là đau đớn cho đất nước Việt Nam mình. Đó là đầu tiên tôi nói. Tại vì tôi ở Kon Tum mà. Thì tôi đã chứng kiến cảnh xe Mỹ nó cám một chứ người Việt Nam mà nó bỏ, nó không thèm trả, nó chạy luôn. Rồi mình, cái chính quyền cũng chẳng làm gì được. Thì mình đã nhìn thấy cái điều đó rồi, chứ không phải mình không. Thì qua Mỹ rồi mình đã nhìn thấy điều đó rất là rõ. Mà tôi thì có cái tự ái dân tộc rất là mạnh. Tôi thật sự tôi có một cái tự ái dân tộc rất là mạnh. Cho nên khi mình qua đó đó, tôi qua đó những cái năm đầu tiên tôi đánh nhau suốt ngày. Tôi vô cái hãng nào nó đuổi tôi hãng đó, tại tôi nóng lắm. Nó nói nó chọc Việt Nam mình, nó nói cái giống như cái kiểu mà nó hơi kỳ thị là mình đánh, nó thời kỳ đó nó dễ lắm Trường. Nó không phải như bây giờ. Thời đó nó nói mình giống như là mình là dân, mày may mắn lắm mày mới tới đây. Tự nhiên tôi tự ái, tự nhiên tôi cứ cảm giác tại sao mình đất nước quê cha đất tổ mình có khổ đi nữa đi, mình cũng là con người. Bên đó họ
có thể mọi người có thể họ coi họ như thế nào, nhưng với quan điểm của tôi có ở như thế nào họ vẫn coi tôi là người nước ngoài. Tại sao mình lại cũng giống như tôi nói, tại sao mình có quê hương đất tổ mình không ở, mình đi qua đây để mình ăn bám xứ người, mặc dù là tôi đóng thuế cho nó còn nhiều hơn, năm nào mà tôi đóng dưới 20.000 đâu, 20.000 đô tôi đóng thuế, nhưng mà đối với tụi nó, ví dụ như như tôi chỉ cần viết một cái comment trong cái Facebook về Trump là nó go back where you belong, mày về chỗ của mày, mày ở đi. Cho nên tôi khuyên mọi người, có dù anh có làm, ngay cả cái ông gì thử, ông làm gì ở Đức, ở bên nghị sĩ gì đó ở bên California, nó gọi ông là về về ví đất nước của mày đi, mày ở đến đây, ông nó đang làm cái chức vụ đó nó còn đuổi ông về, ở California vừa mới xảy ra đây. Đó là cái Thành sự ra là miệt thị của người da trắng đối với người Á Đông đúng nói rồi, chung và cả kể cả người Việt Nam tị nạn. Vâng. đúng rồi. Vâng. Cho nên tôi khi tôi đi làm tôi đã từng nghe rất là rõ, nó nói với tôi, nó nói tôi nghe, nhưng mà tôi cứ lơ lơ, cho nên nó cứ uất hận nó hoài mãi. Nó nói chứ công việc này cả trăm mấy chục ngàn để cho cái thằng Yellow Boy này nó vô đây làm gì, nó nói thằng da vàng này vô làm gì, trong khi em của tao xin vô cả bao nhiêu lần không được. Cho nên mình nghe thì mình biết rằng đó, cái này không phải là cái policy, tức là không phải là cái luật lệ của nước Mỹ, mình biết như vậy, nhưng những người chung quanh là không phải là như vậy. Có nhiều khi tôi bị hư xe giữa đường á, đến chính cái có hồi cái năm 1900, tôi còn nhớ là năm 1991 tôi chạy xe, tôi bị cảnh sát Mỹ nó giữ lại, nó đánh tôi như quỷ luôn, mà mình không có lỗi gì. Ở ngay ở Biloxi, Mississippi, lúc đó là người dân đánh cá Việt Nam mình đầy, và nó còn nói thẳng luôn, mày tụi mày giết nhau, tụi mày giết đi rồi mày chết rồi mày gọi tao vô. Nó rất là nặng nề, mình thấy nó đau đớn Nhưng cái cuộc sống đấy. anh Tùng có cơ hội về những cái nơi mà cộng đồng người Việt Nam mình đông đảo như là bên Houston hoặc là bên Có, California không anh? tôi ở Houston cũng từ năm khi tôi lấy vợ, là tôi chuẩn bị lấy vợ tôi ở Houston đó chứ. Tôi ở Houston cho đến năm, từ năm 1989 đến 91. Vâng. Mà mình cái thời kỳ đó tôi ở Houston, tôi lại càng không thích người Việt ở đó. Họ tự hào cho những cái thân nô lệ của họ, tôi cứ cảm giác, tôi cứ nói vậy họ. Cho nên tôi với người yêu tôi cứ gây nhau mãi. Đó là một cái khác biệt giữa tôi với họ. Giống như cái những mấy anh cờ vàng, tôi nói thẳng luôn, nói ra thì đụng chạm. Họ làm những cái điều mà mình thấy mình mắc cỡ. Tôi nói thật, tôi mắc cỡ, tôi mỗi lần tôi gặp mấy ông tôi trốn không. Tại vì Và sao biết không, có một lần tôi nói đây là tôi nói sự thật nha, tôi nói vâng đây là sự thật. Mấy ông cái vụ của Trần Trường á, thì tôi lúc đó tôi có mặt á, thì à thằng bạn Mỹ của tôi á, nó mới chửi, nó nói chứ mẹ mấy Việt Nam của mày đứng đây làm gì, cản đường tao, tao làm không được, mất thì giờ của tao. Mà thật sự là những cái người chung quanh họ rất là khó chịu, tại vì họ đang sống cuộc sống bình yên, tự nhiên đi ra biểu tình của ông Trần Trường không, rồi nó bực mình, tại vì nó chạy xe nó bị kẹt ngay cái con đường của Volta đó, là đó năm 99 nó ạ. chửi miết, Vâng. nó chửi miết, Vâng. nó làm cho mình phải mắc cỡ luôn. Tôi nói mẹ, tôi nói chứ tụi mày về Việt Nam mày mày bảo biểu tình đi, mày đánh Việt Cộng hay gì đó, hay mày đánh Cộng sản, mày về Việt Nam chứ mày đứng đây mày mày cứ làm vậy cho tao đi đường cũng khó nữa, người ta tốn xăng của tao. Nó chửi biết, làm tôi mắc cỡ. Mỗi lần tôi qua tôi phải nói câu này, tao không phải là thuộc lại đó, tao không phải, tao tao là tao nằm cái giới khác. Nó mắc cỡ như vậy, Vâng. nó làm những cái trò đó rất là nó buồn cười. Rồi còn cái lúc mà 30 tháng 4 là mấy ông cứ mang loa ra ông nói, thì tôi ở đằng sau lưng cái trận đài Việt Mỹ á, có chỗ mà của mấy ông mà ở Houston ở đường Bel Air đó, Vâng. thì ông la sao cái thằng bể nó đứng ra nó cứ nói thế, ai 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 như con chó, à, nó ngủ không được. Thế anh làm nó để làm gì? Rồi có một lần tôi đi với người bạn của tôi, bạn rất là thân nha, thì có cái mấy cái bạn mà giờ hạ xuống tôi mừng thì gần chết, cái bạn này là bạn tiếng Việt chạy đường á, thì nó chạy lên nó nói chứ mày, tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà đến đây để đăng những cái bản này. Nó là gây ra những cái sự mà gọi là chia sẻ rẻ giữa người Mỹ với người Việt, họ ghét kinh khủng lắm, Như những vậy người Mỹ là trắng nhất là anh Tùng không có tham gia hội đoàn nào hết ở bên đó ạ. Vâng. có lúc nó mới qua Mỹ. Tôi thật sự mà nói là tôi không biết, tại vì nó buồn quá, nó buồn gọi là khi trôi chờ tôi ở Marietta thì nó buồn quá đi. Nước Việt Việt Nam mình thì nghe cái chỗ nào họp là mình mừng, mình chạy đến để có. Mà thì thường mỗi lần họp như vậy là người Việt Nam mình họ tụ tập lại rồi ăn uống vui. Năm 84, năm 85 thì nó như thế, anh Trường hiểu không? Vâng. Thì tôi đến đó thì tôi thấy đứng chào cờ là tôi bỏ về,
thì cũng hợp được cái là hợp thì thật chịu để mà vô tán gái thôi, tại vì lúc đó con gái nó hiếu thế thôi. Thế còn thật ra nói rằng mẹ thôi, cái thời kỳ đó là Việt có cái nhóm khủng hoảng cơ minh cũng mạnh lắm. Vâng. Lúc đó tụi tôi mà mỗi lần ăn bát phở trong đó, nó đứng bên cạnh người nó chỉ vô cái lon mà tôi mà không chịu bỏ một đồng vô, nó chửi như chó luôn. Mà lúc đó tôi cũng nóng, tôi đòi đánh mấy lần đó. Tôi đánh với tụi nó mấy lần đó. Lúc đó rồi về sau tụi nó có vẻ nó kia, tôi bị đập xe máy. Tại vì mình nói với bạn mình á, mình nói với thật với bạn mình luôn, lúc đó là cái anh bạn của mình, bây giờ anh không muốn nói chuyện với mình nữa. Từ khi mình bỏ về Việt Nam là mình không nói chuyện với anh nữa. Anh không nói chuyện với mình nữa. Vâng. Thì mình nói với anh là, chứ anh ơi em không có làm vậy được đâu. Vâng. Tại vì em biết đất nước của mình bây giờ đã hết chiến tranh rồi. Mình làm gì cho đất nước được thì làm, chứ đừng có gây ra những cái tang khắc nữa. Em nhìn thấy cái cảnh năm 6 tuổi, năm 68, anh là chứng kiến một cái cảnh người bạn thân nhất của anh hồi kỳ năm 68, thì bạn bè chơi trong trong xóm, đi học cùng chung với nhau. Thì nó nổ cái ảnh cái quay lại, vào mùa Tết, hai thằng đang mặc quần áo, nổ cái ảnh quay lại thì thằng nó chết mất đầu. Bây giờ nó còn nằm trong trí của mình. Vâng. Thì làm sao mà nói đến chuyện chiến tranh được. Năm 75 chạy cái đường 7 về, em biết ông chết, mình nhìn thấy là mình đã thấy sợ rồi. Thì làm cái gì, mình muốn đất nước mình vậy. Hiện tại vì anh có một người bạn rất là thân từ bé, mới mất cái cánh tay năm 72. Cho nên anh phản đối với chuyện đó, anh nói với làm gì cho đất nước thì làm. Chứ còn nếu không làm được thì ngậm cái miệng lại. Bởi vì ở ngay cái đất nước này, thằng Mỹ nó coi anh ra cái mẹ gì, tôi bị nó chửi mãi, tôi vô trong xưởng tôi bị nó chửi mãi, tôi phải tán lên luôn. Vâng. Khi nào thì anh Tùng về, đương nhiên anh về thăm gia đình nhiều lần trong cái thời gian anh ở Mỹ đúng không ạ? Đi đi về về. Đúng rồi. Thăm gia năm đình. Năm 95 là về. Là năm 95 là tức là sau khoảng những 11 năm thì anh bắt đầu trở về thăm gia đình. Dạ. Yeah. Rồi về đến là khi về là nghiện luôn á. À từ đó bây giờ anh có một chút cái nhận xét khi anh về thăm đất nước trong cái thời gian năm 95. Anh có thể nói một chút ạ? Vâng. Năm 95 tôi về đất nước á, là bây giờ tôi nói bắt đầu từ thuở bé của tôi ở Kon Tum á. Vâng. Thì cái Kon Tum á là lúc đó là có người, những người dân tộc thiểu số như người Ba Na, người Gia Rai ở đó rất đông. Thì họ mặc khố. Người phụ nữ thì để ngực trần. Rồi thời còn bé đó. Vào cái mùa đông lạnh giá, họ đi trên đất. Và những người đó bằng ngực trần đi. Tôi thời thỏ bé tôi đã có một cái cảm giác rằng là mình lạnh như vậy mà tại sao những người này chịu được. Họ nghĩ như vậy thôi, nhưng mình không nghĩ rằng cái tuổi thọ, bởi vì cái tuổi thọ của người người dân tộc thiểu số mình rất là ngắn ngủi. Mình không biết lớn lên đến năm, đến khi đến năm lớp 10 thì lúc đó bắt đầu là, tức là năm lớp 8 là bắt đầu là quay về Pleiku sống cho đến năm lớp 12. Thì bắt đầu mình hiểu rất là rõ. Thì khi mà sau khi mình thống nhất đất nước rồi thì đã thấy đất nước của mình đã rất là nghèo. Từ ở trong cái thành phố mình đi ra khoảng đâu chừng 7 cây số là không có điện nước. Mà cuộc sống người dân rất là khổ, đói nghèo, kinh khủng. Đến năm 1995, tôi về, thì tôi thì những người bạn tôi mới nói với tôi. Thì tôi cũng không bao giờ nói chuyện với cô nữa, từ sau cái đó tôi không nói chuyện với cô. Cô nói với tôi, anh đi về là anh đi bằng máy bay về, chứ đừng có đi xe đò. Tại vì anh đi xe đò người ta móc túi anh, tôi hận lắm, tôi nghe câu đó tôi hận lắm. Thì tôi nói với bây giờ tôi sẽ đi từ bên Sài Gòn, tôi sẽ không gọi gia đình tôi ra đó. Tôi đi thành phố Hồ Chí Minh về Pleiku bằng xe đò. Và tôi sẽ dừng lại, cứ mỗi một trạm tôi dừng lại một chỗ, mỗi trạm tôi dừng lại một chỗ. Tôi sẽ xé ra những cái vé, thì tôi cá với chị, tôi sẽ đi như vậy. Nếu mà tôi mất thì tôi sẽ mất hết cho chị, chị nói bao nhiêu. Còn chị thua tôi, chị trả tôi 100 đồng danh dự thôi. Cô ấy ở đâu ạ? À? Người ấy ở đâu? Cô ở vực, lúc đó tôi đang ở vực Nha Beach, ở Hampton với lại ở vực Nha Beach, ở vực Nha. Vâng. Thì tôi với cô thách nhau như vậy. Mà cô thì qua sau tôi xa lắm, tại vì cô qua cái diện con lai. Thì cô qua diện con lai khoảng năm 93, 94 gì đó cô qua. Thì khi tôi về đó, thì tôi không báo cho gia đình, tôi chỉ đánh một bức điện duy nhất. Tôi gọi, lúc đó là điện thoại nó rất khó, gia đình tôi không có điện thoại. Cho nên tôi viết một cái điện, tôi đánh về, tôi nói rằng Tùng chuẩn bị về. Thì tôi bắt đầu là tôi đi bằng một cái chuyến, tôi đi bờ mà cứ đi cứ một cặp rạp. Và trong khi tôi phát đồ nhá, tôi đi một cặp, rồi tôi đến cái Phan Thiết, tôi còn ngủ. Lúc đó tôi ngủ bằng cái ghế, cái ghế mà đi thuê ngủ trong cái bến xe, có cái ghế đó gọi là thuê ngủ. Tôi làm từng chặn một tới Nha Trang, tôi nghĩ tôi nghĩ như vậy. Tôi đi đúng một tuần lễ, tôi lấy tất cả cái receipt, tôi về đến nhà. Tôi đen giống như một người Việt Nam luôn. Mà
trên xe họ không còn nghĩ tôi là người Việt kiều, bởi vì tôi đã đen thù lù với những người Việt Nam luôn. Đó là năm 1995. Năm 95 tôi nhìn thấy có đất nước là khác rồi, tôi thấy có điện. Khi tôi về đến nơi đây nơi thì tôi mẹ tôi mới ra đón tôi. Mẹ tôi nói ủa con làm nghề gì bên Mỹ mà đen quá vậy. Khi tôi về bên Việt, bên Pleiku họ đồn tôi là ở bên Việt, bên Mỹ tôi là thằng đi xin ăn ngoài đường. Tại tôi đen thù lùi mà quần áo thì hôi hám, tại vì có được tắm đâu. Thì khi mà tôi về đến đó là cái ngày hôm sau tôi đi vô những cái nơi mà tôi thăm lại những cái nơi cũ, tôi rớt nước mắt. Tôi rớt nước mắt thật sự, bởi vì nơi đó có điện. Và cái đứa khi tôi qua Kon Tum á, khi mà tôi vô tôi ngồi trong một cái quán để tôi gọi ra, thì cái đứa bé người Gia Rai nó chạy bàn của tôi và nói bằng tiếng Gia Rai. Nó nói bằng tiếng Việt, rất tiếng Kinh, rất là sợ. Vâng. Thì tôi mới hỏi với cháu năm nay học lớp mấy, thì nó nói nó học lớp 12. Tôi rớt nước mắt. Tôi mới nói với trong lòng của tôi nói đất nước đã thay đổi rất nhiều. Từ năm 1993 tôi đã bắt đầu theo dõi về Việt Nam rất nhiều. Lúc đó tôi, năm trước khi tôi lấy vợ, thì năm 89 tôi đi làm giàn khoan ở Vịnh Gớp, Mexico, vùng Vịnh Mỹ Tây Cơ. Thì khi đó đó tôi đã nghiên cứu về Việt Nam, họ nói về Việt Nam rất nhiều. Tại vì lúc đó mình đó có lui quân ở, mình rút quân ở Campuchia. Cho nên họ nói rất là tốt đẹp về đất nước Việt Nam mình. Cho nên tôi muốn, cho nên tôi mới dám đánh cá, đánh cược với cái cô đó là lấy 100 đô thôi. Để tôi về bằng cái cách như vậy, tôi nói không cần ai ra đón tôi về bằng cách như vậy. Vâng. Thì tôi đã nhìn thấy đất nước mình thay đổi, nước đổi mới rất đẹp. Tại vì tôi từng trước khi tôi đi Phú Yên á, thì tôi đã từng tới cao Nha Trang, tôi từng thấy. Mà bây giờ thấy là mặc dù lúc đó không bằng bây giờ đâu, cũng còn nghèo nàn lắm. Vâng. Nhưng mà cuộc sống đã đầy đủ. Thì tôi về tôi mới hỏi mẹ tôi như thế này. Câu đầu tiên tôi hỏi mẹ tôi, mẹ mẹ bây giờ nhà mình còn trữ gạo. Thì bà nói chứ gạo bây giờ còn trữ, giờ chỉ trữ vàng chứ trữ gạo làm con khỉ. Mà ngày xưa đông từng kênh một. Vâng. Xin phép anh Tùng. À, chúng ta có thể nói là rất thú vị với cái câu chuyện của một người sống ở bên Mỹ năm 88 là anh Phương Đông Tùng. Chúng tôi nghĩ là sẽ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần thứ hai để biết về cái ước vọng của anh và anh đã mang được cái điều gì, cái nguyện ước của anh như thế nào đối với quê hương đất nước qua phần thứ hai anh Tùng nhé. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần hai của chúng tôi sau đây.